ไอ้จิมจิมก็ร้องนะtừ từ con kia nữa kìa. Đâu? Con đó rất thế. Con nhỏ nhỏ hả? Ừ. Không phải con nhỏ nhỏ đâu, con có dễ run đấy ba, bắn đi. Run đó. Con này chết luôn rồi, trúng đầu chết luôn rồi. Chết. Ui. Ui, chút xíu nữa lụm dễ run luôn rồi. Tại con cò. Tại con cò gì lớn dễ lụm. À. À. Đi sang. Ok. Rồi, Peter hạ một cò nhé các bạn. Cuối cùng con cò nó cũng chịu chơi với em rồi. Đứng lại đó. Cuối cùng con cò nó cũng chỉ chơi với em mà. 3 giây mà con như xong rồi. Mấy con kia nó bay, con này không chịu bay. Con này chạy cối. Ôi mới sáng ra mà dơ được quần rồi. Đây mặc quần dài. Anh em hay quá. Giá như nó không lún đâu em, cái này hình như cát á. Giờ mới nói câu giá như này. Đi sát bờ em đi ra em đừng đội thẳng lún á. Anh rõ toàn chiếc xe cho em nha. Anh rõ toàn chiếc xe cho em nha. Xe chơi quái quăng đi. Đem vô lụm. Để mình cởi dép ra đó. Dưới đây không biết á. Em đi đường này cho đỡ lún nè. Tuyệt vời. Thôi hồi em ra đây em rửa luôn. Vì anh thương em, thương cô bạn con. Bắn cỏ tút ngoài đây nè các bạn. Bắn chi giờ đi lụm cực không? Bắn cái tự dưng nhỏ nằm sủi lơ luôn à. Này kia. Đây nè các bạn. Không biết nó trúng đâu mà nó nằm im luôn rồi. Hả? Đất này cứng anh Cường ơi. Hên quá, đất này cứng nữa các bạn. Em bắn bằng cây one hit nha. Tuyệt vời. Chúng đâu mà lật ngay luôn rồi. Máu quá trời. Đây nha các bạn. Ngay đầu luôn á. Không, đây không luôn anh. Đi trong đây nó đã hơn. Nghe các bạn. Tuyệt vời. Không ai hả? Quắc luôn rồi. Thu quắc. Kênh của Peter mà comment nhá. Hôm nay em đâu bữa ná bắn nữa đâu, hôm nay bắn ná của em.
Xong. Dơ hết rồi. Được rồi. Dơ hầy luôn rồi. Bắn chưa đâu vậy? Em bắn xuyên đầu nữa. Bắn xuyên đầu, các bạn nhìn thấy này. Anh em nhìn nó bắn này. Hiện đại xuyên qua đầu từ bên này qua bên này. Kính quá, bảo sao còn cò chết luôn. Hèn chi thấy nó nằm luôn này. Con này nhỏ xíu hả? Này có bờ mà nhỏ. Mấy con bự nó khôn hơn, nó bay mẹ rồi. Để mình chụp tấm hình nha các bạn. Quay cầu thấy ghê không các bạn? Không dám nhìn xuống dưới luôn á. Đục, đục đai đi. Rồi. Một vướt. Đấy, con nó lật rồi đó, con nó lật ở không biết ở lật đâu thôi chứ lật rồi đó. Con chết ngắc luôn rồi. Đâu đấy hả? Đấy bắn trúng đột cái mà. Con nó lật rồi. Anh con đó đi em lại em coi con rồi. Hả? Ừ, tuyệt vời vậy. Lại ơ thì đúng rồi. Bây giờ lại có thêm chiến công. Em lại tưởng nó thả mất rồi chứ. Ê, con phướn. Con này chắc trúng giữa người, em nghe cái bột rõ to. À, một con phướn nữa nha các bạn. Ôi cái đầu dính sình không. Dơ quá. Con phướn này dài à, con phướn này đuôi nó dài ngoằn luôn anh. Tuyệt vời. Còn một con nữa. Con lát chụp hình xong em ơi. Con này đuôi dài ngoằng mà nó ấy luôn rồi. Mình lại mình giữ con trên cây kia luôn. Đâu? Trên cây hết á. Ừ. Rồi. Tuyệt vời. Ôi phải chạy chứ không là không chạy là nó lại trốn rồi. Con ít V1 nha các bạn. Ấy ấy ấy. Còn nước nha. Ờ diễn được. Bây giờ vẫn được con tùm. Ôi nguyên cái ngực em bắn giữa ngực luôn nè. Không con này còn bay được không? À chúng tim chết bả rồi. Tù nữa. Nay mình đi mình đặt mục tiêu hai con là thành công rồi. Đặt chỉ tiêu rồi đó. Tuyệt vời. Đã quá, đã quá. Em lấy hết bình tĩnh em đứng em canh. Trời ơi. Sao phải mày kéo căng đâu, phải úp. Ấy đứng tiếp hả? Tiếp không? Anh Cường đứng đây tiếp không? Đây. Anh quay được pha đó đúng không? Không, anh không quay được. Anh đâu nhìn lông đấy nhỉ? Con bắt thanh hôm bữa nè các bạn. Con bắt thanh bữa đếm 1, 2, 3, 4, 5 nó bay bây giờ nó là nó rụng rồi. Hả? Cảnh cũ người xưa. Con này chứ đâu? Ừ, con này con bữa nè. Con cò em được. Đấy, cái gần xa. Lớp bụi chuối này.